Thưa quý vị và các bạn, trong hầu hết các vụ tai nạn giao thông, phần lỗi của con người chiếm tỷ lệ áp đảo khi phân tích nguyên nhân. Vì thế, sau những vụ tai nạn giao thông như vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, nhiều người sẽ chú trọng đến hành vi của người lái xe hơn là nhìn bức tranh toàn cảnh. Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn vào trưa 18 tháng 2 đã khiến cho 3 người tử vong, cũng có lý do là ở người điều khiển phương tiện. Cụ thể, vợ chồng anh Phan Đình Quy và hai con gồm cháu trai tên Quy 9 tuổi và cháu gái tên V 15 tuổi cùng đi trên xe ô tô con biển kiểm soát 36A 48567 do ông Phan Đình Kiều, 55 tuổi, trú tại xã Đắc Bà Là, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, cầm lái. Đến km 48 200 cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe ô tô con biển kiểm soát 36A48567 đã va chạm với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 63C13659 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 63R00227 do anh Huỳnh Văn Dũng, 50 tuổi, trú tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước cùng làn đường sau khi xe ô tô biển kiểm soát 36A48567 vượt lên từ phía bên phải. Sau va chạm, xe ô tô con lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị Đà Nẵng, và chạm tiếp vào ô tô biển kiểm soát 63H00568 do anh Lâm Văn Tâm, 42 tuổi trú tại khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang điều khiển. Chở trên xe anh Nguyễn Minh Khải, 44 tuổi trú tại Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang đi trên phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị Đà Nẵng. Sau đó thì xe ô tô biển kiểm soát 36A48567 lao xuống bên phải phần đường ngược chiều Quảng Trị Đà Nẵng. Tiếp đó thì xe ô tô biển kiểm soát 63H 00568 bị xe đầu kéo biển kiểm soát 51D 15090 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 51R 34920 do anh Nguyễn Tấn Đạt 44 tuổi trú tại phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang lưu thông cùng chiều phía sau cùng làn đường hướng Quảng Trị Đà Nẵng tông vào. Hậu quả vụ tai nạn giao thông đã khiến cho con trai của anh Phan Đình Quy tử vong tại hiện trường con gái của anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, nhưng cũng không qua khỏi. Chị Lê Thị Hát, vợ của anh Phan Đình Quy, bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong. Đến 15 giờ chiều 18 tháng 2, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã cơ bản thông tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm các nạn nhân tại bệnh viện và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do xe ô tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang bên trái va vào đầu xe container dẫn đến tai nạn. Chiều 18 tháng 2, công an huyện Phong Điền, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Phan Đình Kiều, lái xe con vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Thưa quý vị và các bạn có thể thấy rằng việc lái xe không an toàn chính là nguyên nhân chính của vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Và vụ việc trên không phải là vụ việc duy nhất xảy ra do tài xế phóng nhanh vượt ẩu. Vào chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, tại Đắk Lắc cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho 3 người tử vong. Cơ quan công an xác định vào chiều 12 tháng 8 năm 2023, ông Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai, lái xe tải chở đá biển kiểm soát 81H02760 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Đắk Lắc đi Gia Lai. Khi qua thôn Tao Cho xã La Hà Rú, huyện Chư Pư, lái xe vượt bên trái xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải biển số tỉnh Đắk Lắc đang lưu thông theo chiều ngược lại. Ông Bình đánh lái qua phải tránh xe này, sau đó xe ông Bình tông vào phía sau làm xe 5 chỗ mất kiểm soát. Ông Bình không dừng xe lại mà tiếp tục đánh lái sang bên trái, tiếp tục tông vào hông xe 5 chỗ, đẩy xe con này sang làn đường bên trái Đúng lúc này xe tải biển số tỉnh Đắk Lắc đi tới, tài xế đã đạp thắng nhưng xe không thể dừng ngay lại nên đã tông vào bên thông của xe 5 chỗ. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe nằm chỗ tử vong tại chỗ, tài xế sinh của xe này bị thương nặng. Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Bình điều khiển xe tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát. Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Đinh Tiến Bình để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Không chỉ hai vụ việc trên, tối 16 tháng 2, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đội 6 thuộc Phòng 6 cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an xác nhận trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 ô tô và xe khách. Thông tin ban đầu khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 2, vụ va chạm giữa xe khách và 3 ô tô đã xảy ra trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hướng từ tỉnh Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định chiếc xe khách giường nằm va chạm với 3 ô tô, sau vụ va chạm có 2 ô tô tông vào giải phân cách hư hỏng nặng, một ô tô còn lại bị văng ra khỏi làn cao tốc hư hỏng. Sau va chạm, những người trong các xe ô tô bị tai nạn được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông tránh tình trạng xe ô dồn ứ có thể thấy ba vụ tai nạn nói trên đều là vụ tai nạn nghiêm trọng, từ vụ việc tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam lộ La Sơn, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện luồng ý kiến trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn đến từ sự chủ quan của tài xế vượt ẩu khi vượt xe đầu kéo chưa đảm bảo khoảng cách an toàn và vượt sai quy định tại đoạn đường không được phép vượt. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng khâu thiết kế hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn đang bộc lộ nhiều vấn đề. Bỏ qua những yếu tố khách quan từ cách tổ chức giao thông trên cao tốc ở Việt Nam vẫn còn thiếu an toàn thì rõ ràng lái xe trên đường cao tốc luôn đòi hỏi tài xế phải tập trung cao độ, nếu không chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng dẫn đến hậu quả khôn lường. Từ những vụ tai nạn giao thông trong thời gian gần đây có thể nhận thấy những lỗi cơ bản mà lái xe, đặc biệt là những tài xế mới có cho mình chiếc bằng lái rất dễ mắc phải dẫn đến tai nạn khi lái xe trên cao tốc. Lỗi đầu tiên mà các tài xế rất dễ mắc phải đó là không giữ khoảng cách an toàn. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước là một trong những kỹ năng cơ bản khi lái ô tô. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn còn chủ quan lơ là trong việc lái xe. Theo các chuyên gia an toàn giao thông, khoảng cách giữa hai phương tiện đi cùng chiều tối thiểu từ 100 đến 200m. Thông thường ô tô dưới 9 chỗ ngồi chạy tốc độ 100km/h, bất ngờ phanh gấp thì mất quãng đường hơn 50m với có thể dừng lại được. Đối với các phương tiện lớn hơn thì quãng đường phanh sẽ dài hơn. Do đó, việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc còn giúp các phương tiện tránh được những vụ tai nạn liên hoàn. Lỗi thứ hai đó là nhiều tài xế khi chuyển làn đường quên bật đèn xi nhan. Việc quên bật đèn xi nhan khi chuyển làn đường trên cao tốc là điều cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là khi có phương tiện phía sau đang vượt lên. Lỗi này thường xuất hiện ở những tài xế mới. Bên cạnh đó thì thói quen lười quan sát xung quanh cũng khiến tài xế hay bị giật mình đánh lái gấp khi gặp sự cố trước mặt. Bên cạnh đó, nhiều tài xế cũng chuyển nhiều làn đường cùng lúc đây hoàn toàn không phải là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nhưng sẽ an toàn cho tài xế nếu di chuyển từng làn và quan sát cẩn thận. Hơn nữa, việc đánh lái chuyển nhiều làn đường cùng lúc còn khiến cho người ngồi trong xe dễ bị nôn nao chóng mặt. Lỗi thứ ba mà nhiều tài xế cũng rất thay mắc phải đó là dừng xe trên làn khẩn cấp. Nhiều bác tài có suy nghĩ rằng làn đường khẩn cấp trong cùng có thể thoải mái dừng lại nghỉ ngơi, hút thuốc, gọi điện thoại, ăn uống vân vân tuy nhiên đây là hành động hoàn toàn sai lầm gây mất an toàn cho các phương tiện đang di chuyển trên cao tốc theo luật giao thông đường bộ làn khẩn cấp trong cùng chỉ dành cho các phương tiện bị hỏng hóc còn nếu muốn làm việc cá nhân thì tài xế cần phải tìm trạm dừng nghỉ phía trước lỗi cuối cùng đó là các tài xế thường điều khiển phương tiện ra vào cao tốc đột ngột nhiều tài xế thường nóng vội nhập vào làn cao tốc khi di chuyển từ đường dẫn điều này rất nguy hiểm bởi các phương tiện phía sau đang di chuyển ở tốc độ cao trong khi đó, xe nhập làn lại chưa đạt được tốc độ nhanh cần thiết nên rất dễ dẫn đến những tình huống tai nạn bất ngờ. Tương tự, giống như khi vào cao tốc, khi ra khỏi cao tốc, lái xe cũng cần chú ý quan sát biển báo để chuyển dần từ làn ngoài cùng vào làn trong, giảm về tốc độ phù hợp, sử dụng xi nhan báo hiệu khi chuyển làn và nhập vào làn đường dẫn ra khỏi cao tốc. Thưa quý vị, tai nạn giao thông do tài xế vượt ẩu là một tình huống nguy hiểm và đáng trách. Khi một tài xế quyết định vượt qua xe khác mà không tuân thủ quy tắc giao thông, họ đặt mình và người khác vào tình huống nguy hiểm. Sự thiếu cẩn trọng này có thể dẫn đến các va chạm mất kiểm soát hoặc thậm chí là va chạm với các vật cản, tất cả đều có thể gây ra thương tích nặng nề hoặc thậm chí là tử vong. Đối với tài xế, việc vượt ẩu không chỉ là một hành vi bất cẩn mà còn là sự không tôn trọng đối với tính mạng và sức khỏe của bản thân cũng như người khác ở trên đường. Để tránh những hậu quả đáng tiếc như vụ việc xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn, tài xế cần phải luôn chú ý tuân thủ tốc độ, đọc hiểu biển báo và tín hiệu giao thông và luôn giữ cho mình và người khác an toàn khi tham gia giao thông. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.